Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Vậy là tức là sau năm bữa chiều đá thì cái quan trọng đầu tiên nhất, thích thú nhất, gọi là tâm đắc nhất là ngủ ngon. Làm một giấc là đến sáng luôn, khỏi có suy nghĩ nữa. Cái thứ hai đó là quan sát cái phân. Tức là hồi xưa tôi đã nuôi gà nuôi cút rồi, thành ra tôi nhìn cái phân con gà con cút là tôi biết nó bệnh gì, biết thức ăn nó làm sao. Thì mới kèm theo cái phương pháp của Ozawa này. Tức là cái phân mà mình đi ra phân mà nó hơi đen đó là coi như mình dư đạm. Mà nếu mà nó xanh quá tức là mình dư chất dẹp lục tố, tức là sẽ xanh rau nhiều. Cái phân mà đẹp nhất là cái phân nó cái màu trứng mà trứng chiên đó, mà nó ngà nó vừa mới bén lửa chút nó vàng. Thì cái tượng đá như vậy đó là càng ngày cái phân nó càng đậm màu hơn về hướng lý tưởng nhất. Như ngày hôm nay là tốt nhất. Và làm sao quý vị, làm sao mà phải tập, làm sao mà ngày nào cũng phải đi cầu hết, tại vì cái đó là lý tưởng nhất, không có gì hơn giải độc và các đó hết đó. Ngoài cái trùng, và có ý kiến thêm như vậy với thầy này là cái gan đó, bộ phận của gan đó, nó là cái bộ phận quan trọng nhất. Nó là một cái phòng thí nghiệm, nó đều điều chế những cái chất, nó gọi là những chất thuốc nội sinh từ cơ thể mình sản xuất ra. Mà hồi trước tôi học về hóa học thì tôi luôn nghiên cứu kỹ về mấy cái phản ứng lắm. Mà tất cả những phản ứng gần như là 99.9% là phản ứng phải cần thiết. Mà gan như thầy biết là gan là tàng huyết, tối nó về huyết mà về mẫu nó về gan mà. Thành ra mình chườm như vậy là hết sức gọi là lý tưởng. Mình lợi đủ thứ hết. Và cái đó là cái ý kiến tôi thích thú nhất. Cảm ơn thầy. Tôi thì cái thời gian đó thì thấy là ngủ ngon, đúng là ngủ ngon. Trước kia ngủ trằn trọc không để giấc, nhưng mà sau đó thì ngủ ngon, ngủ sảng khoái. Thứ hai là cái nói như gì đây nói, tức là đi cầu đi tiêu nó cũng đúng mực, đúng độ, tức là bao nhiêu lần như thế chặt chẽ chứ không có linh tinh như trước. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.